đầu tiên kiểu mình đổ hái rong mới thơ này, đầu tiên mở ra thì chỉ có một rong thôi nha, một cái rong thôi. Thì chúng tôi thì nhận là khi mà nhấn vào cái nút thêm học viên này này thì bạn phải chèn một cái hàng, ở dưới, à hàng đến đấy, hàng đến cũng được, tức là bạn phải nhập một cái hàng trống để trong cái cá nhân của nhập mai dưới đường của, tức là copy thêm một cái hàng này, từ nhấn cái từ đầu, từ nhấn cái từ thêm hàng vào đến cùng cái sạch này, thì thêm học viên đi chèn một cái nhát hàng này. Hàng hết trống vào cái khung của danh sách để thêm học viên. Và chú ý là khi trên dòng mới ấy, thì data đã nhập đến cả dòng khác thì không bị mất. Thì chú ý là người ta nhập data đây rồi. Ok, để thêm học viên thì thêm một dòng cái này. Điều điều đấy thì còn bình thường. Còn khi nhận vào đường xóa học viên này, xóa trong nào á, nhấn nút tân trong nào thì xóa trong đó. Và từ từ thì khi xóa trong một trong nào đó thì đã tải đến cả các khác không phải giữ nguyên nhé. Nếu họ đã nhập thì không được, thế làm đó. Cái thứ ba là validate. Thực ra nếu người ta thêm học viên, thêm quả án với học viên đúng cho nữa. Người ta muốn để đẹp quả án với không? Và khi nhận xóa học viên thì hiển thị sáng nghe là bạn chắc chắn muốn xóa không, chắc chắn rồi điều con đã phục một con đã phục chắc làm cái phủ ấy. À, phải qua thế này, phải qua cái bên tập viên nha này, nó mới có dùng cái kiến thức này. Có kiến thức là tạo một cái thẻ đúng không? Chúng ta là sử dụng để tạo cái thẻ và để xóa thẻ. Thì giống cái tập viên ấy, cái tập viên nó xóa ra. Thứ hai ra là thứ hai điểm à? Nhưng mà đi ra là mình cũng như thẻ điểm cần á. Thì mình nhưng giờ bạn sẽ có mấy cái hàm đấy để mình xóa cái này ra rồi. Ví dụ ở đây là ví dụ như là tàu này, tàu ví dụ như là đánh cho tàu một cái thẻ bỏ ví dụ để tàu như tàu cái thẻ đi, sau đó là chen một cái thẻ phí trong cái thẻ đi này, thấy nhá, để chuẩn bị nơi hạt tiếng lớn này, là chen một thẻ phí vô thẻ đi này, rồi bắt đầu chặt nó sâu ra. Kết quả ra đấy đỉnh này, cái lô cái đỉnh này đúng không? Tạo ra cái tạo cái đỉnh này và nó ra trên cái thẻ bì của chữ hệ lô và nó thể đỉnh này. Kết quả ra đấy là thẻ đỉnh của thẻ bì. Còn thì muốn như vậy thôi, thì cần đâu có mình ghép cái ID của thẻ đó. Mới lấy cái thẻ đồ chấm cái mũ đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Là một điều đó như là kiện thức tế lan kể ra những mà có những cách cũng tính nhá, do sắp đến này có những cách không nhất tiền với thứ hai cái này là kết quả. Con này phụ nữa đó, 5 phút này. Con 5 phút. Con 5 phút lăng cử gãy thì như thế này ấy. Thì quay tâm với nhà ấy. Không phải quay tâm với nhà, quay tâm với nhà. Rồi này tức là thực ra thì em chưa nhắc đủ hai ô thì ở cái điểm này nhắc đủ thì mới cần đúng không?
thì lúc đầu mới vào mình phải ẩn này, lúc đầu mới vào phải ẩn thì lúc này thì có thể các bạn bỏ tay 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 display đúng không? Thì các bạn đâu mới vào mình phải ẩn này, vào thì ẩn gọi là ngon, vào thì là chưa hòa nhập đủ hai bộ đáp án kinh nghiệm.